Rồi em xin chào cô chú anh chị mình ha. Hôm nay nhà vườn lên giao lưu với cô chú anh chị mình may chiếc thủy tung nu mini nha cô chú anh chị. Đây siêu già luôn, cực kỳ già. Thần châu. Cốt cầm nuôi cắt giật cục gịch. Cây hết kẽm hết nhôm, không có hẹo luôn. Không có hẹo đâu trên người nữa hết. Em mà xây dài dòng nữa thì em sẽ báo thông số mà một e nha cô chú anh chị. Cây phơm tàn gì phơm, cốt cành nuôi to nha cô chú anh chị. Thần chậu nha, cây này cũng đang đi phân hữu cơ về tầm mấy chừng 10 ngày nữa đi cô chú anh chị mình thay chậu nó nha. Em xây dài dòng nữa thì em sẽ báo thông số mà một e nha. Phôi xử lý lùng lực lắm nha cô chú anh chị. Này, cầm gọn lòng bàn tay luôn ha. Nhàn phơm nó đây. Mịn phơm ha. Xương bên dưới nè. Cốt cành to nha cô chú anh chị. Sẹo là cuốn kính hết luôn rồi nha. Không có thẹo nữa người. Rồi để bây giờ em xây vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số của mã 1E nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em báo thông số của mã 1E nha. Cái hoành gốc nó đây, hoành gốc nó đây là 12 rưỡi tới 12 thôi, hoành gốc là 12, chiều cao của cây là 11, nó tán ngang của nó là 26 nha. Thì mã 1E này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 650k nha. 650k là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị. Đó, cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 2E nha. Rồi em lên tiếp mã 2E nha cô chú anh chị. Mã 2E cũng là một cây mai chiếc thủy tung nu luôn nha. Rồi cái này nó đẹp khi ơi. Để đều luôn á. Rụt rụt. Dữ lắm già. Đèn siêu. Hẹo cũng sạch trên. Cây không có hẹo. Rồi thế bây giờ em xây vài dòng nữa rồi em sẽ báo thông số mã 2E nha cô chú anh chị. Phơm tàn, dày phơm này ha. Cốt cành nuôi to, lực cây lắm nha. Lòng bàn tay luôn nha. Vàng phơm nó đây. Nó dày phơm ha. Xương bên dưới là cốt cành to mà lực lắm nha cô chú anh chị. Lực dữ luôn. Đế đều đẹp luôn ha. Rồi để bây giờ em xây vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số của máy 2E nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em báo thông số máy 2E nha. Cái hoành gốc nó đây, hoành gốc nó đây là 9 rưỡi, tính 9 rồi, hoành gốc là 9, chiều cao của cây là 13, hết tán ngang của nó là 26 nha. Thì mã 2E niệm giao lưu với cô chú anh chị mình là 650k nha. 650k là nhà vườn mình em bao ship nha cô chú anh chị, cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 3E nha. Rồi em lên tiếp mã 3E nha cô chú anh chị. 3E cũng là cây mai chiếu thủy tung nu luôn nha. Rồi ruột kịch dài ghê nè. Buông kiểm hết kiểm sạch kiểm chỉ cần có lục kịch không tàn lắm nha, chứ tỉa lại là chơi thổi làm gì hết. Để em xây vài vòng nữa thì em sẽ báo thông số mã 3E nha cô chú anh chị. Cốt cảnh to lắm nha, sẹo cuốn kính luôn, phơm tàn này ha, cây già thần chậu luôn nha cô chú anh chị. Mình đi dòng cho anh chị coi đế mặt trước nha. Coi đế mặt sau đây. Phơm tàn, dày phơm nha. Sườn bên dưới nè. Cốt càng to nha cô chú anh chị. Rồi để bây giờ em xây vài dòng nữa rồi em sẽ báo thông số mã 3E nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em báo thông số mã 3E nha. Cái hoành gốc nó đây là 9, chiều cao của cây là 11, hết tán ngang của nó là 25. Thì mã 3E này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 650k nha. 650k là nhà vườn mình em bao ship nha cô chú anh chị, cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 4E. Rồi em lên tiếp mã 4E nha cô chú anh chị. 4E cũng là cây mai chiếc thủy tung nu mini luôn nha. Rồi, già, dữ dằn già.
hai cành giả con vàng quá đẹp, quá đã. Rồi bây giờ em xây vài vòng nữa rồi em cho cô chú anh chị coi vàng phơm vàng, vàng xương bên dưới là em sẽ báo con số 4E nha cô chú anh chị. Đây sạch thẹo ha, phơm vàng dày phơm, cốt cành lực lắm nha. Rồi em xây vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số 4E nha cô chú anh chị. Đây, cầm gọn lòng bàn tay luôn nha. Phơm vàng đây, dày phơm ha, xương bên dưới cốt cành lũi to nha cô chú anh chị. Rồi, lực cây lắm nha. Rồi để bây giờ em xây vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số của mã 4E nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em báo thông số mã 4E nha. Cái hoành góc nó đây, hoành thân nó đây là 9, là 8.5-8 thôi nha. Hoành thân là 8. Chiều cao của cây, chiều cao của cây là 13, hết tán ngang của nó là 22. Thì mã 4E này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 650k nha. 650k là nhà vườn mình em bao ship nha cô chú anh chị, cả cây lẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 5E nha. Rồi em lên tiếp mã 5E nha cô chú anh chị. Mã 5E cũng là cây mai chí thủy tung nung mini luôn nha. Số cái đùi cốt cắt dịch đục kịch phơm vàng mini. Giờ chị tỉa lại giờ chơi ha. Cô chú anh chị em muốn cho chậu nhỏ xíu cũng được, cây nó không phân phân cơ tầm 10 bữa nửa tháng nữa, rút lại cũng được. Em thích cái phong rộng này để gì chơi mọi người một lúc. Rồi để bây giờ em xây vài vòng em sẽ báo thông số mã 5E nha cô chú anh chị. Cốt càng đôi to sẽ cuốn kính đế đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đây, đế mặt trước nữa nè, vàng đế mặt sau nó đây. Phơm phơm tàn đẹp dày phơm ha, xương bên dưới này cô chú anh chị, cốt cầm cân cây luôn nha, mà to cân cây luôn ha. Đây, cầm gọn lòng bàn tay em luôn nha. Rồi để bây giờ em xây vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số mã 5E nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em báo thông số mã 5E nha. Đây là cái hoành góc đó đây, hoành góc đó đây là 8.5-8 thôi, hoành góc là 8. Chiều cao của cây là 14, hết tán ngang của nó là 22. Thì mã 5E này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 650k nha. 650k là nhà vườn bên em bao ship nha cô chú anh chị, cả cây cũng chạy luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 6E nha. Rồi em lên tiếp mã 6E nha cô chú anh chị. Mã 6E cũng là một cây mai chiếu thủy trung nu luôn nha. Đó, hàng mini ha. Dạ hay rồi, sạch thẹo rồi, phun đèn cái nón lá. Giờ chỉ tỉa lại giờ chơi. Góc to đế đẹp nha cô chú anh chị. Đây đẹp. Để em xây vài vòng em sẽ báo thông số mã 6E nha cô chú anh chị. Phơm tàn cái gì phơm lắm rồi nha. Cốt cành to, sẹo là cũng kín hết luôn nha. Đây, cầm gọn lòng bàn tay em luôn nha cô chú anh chị. Đấy đẹp nè. Sẹo cuốn kính này ha. Phơm đây, dày phơm. Xương bên dưới đây, cốt cành to nha cô chú anh chị. Rồi để bây giờ em xây vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số mã 6E nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em báo thông số mã 6E nha cô chú anh chị. Cái hoành góc nó đây, hoành góc nó đây là 12.5, từ 2 tính 11 phải có cái nu. Hoành góc ở đây là 11, chiều cao của cây là 14, hết tán ngang của nó là 22. Thì mã 6E này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 650k nha. 650k là nhà vườn mình em bao ship nha cô chú anh chị, cả cây vẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 7E này nha. Rồi em lên tiếp mã 7E nha cô chú anh chị. Mã 7E có một cây mai chiếc thị tung nu mini luôn nha. Cây này quá chứ đẹp, đường thân cốt phơm tàn có động lực. Dạ đế đẹp sạch kẽm sổ rụng dịch. Vậy chứ tỉa lại giờ chơi khỏi đành. Em xây vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số của mã 7E nha cô chú anh chị. Lục lực cốt cành to,
cầm đóng chỉnh luôn ha, cầm nó ra chỉnh luôn cô chú anh chị, phơm vàng dày phơm để đẹp luôn ha, sẽ cuốn kính luôn nha cô chú anh chị. Đây, cầm gọn lòng bàn tay luôn ha, phơm tàn đây, dày phơm xương bên dưới này, cốt cạnh lực này. Đây, quá lực cân cây luôn nha. Rồi để bây giờ em xây vài vòng nữa rồi em sẽ báo thông số của mà bảy nghe nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em báo thông số mà bảy nghe nha. Cái hoành góc nó đây, hoành góc nó đây là 10 rưỡi, em tính 10 thôi, hoành góc là 10, chiều cao của cây là 13, hết tán ngang của nó là 25. Thì mã 7E này giao lưu díu của chú anh chị mình á, là 650k nha, 650k là nhà vườn mình em bao ship nha của chú anh chị. Đó, ở cây vẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 8E nha. Rồi em lên tiếp mã 8E nha cô chú anh chị. Mã 8E cái một cái máy chiếu sĩ tung nu mini luôn nha. Cây nó già, đùi to ha. Phùng kê quá đã luôn. Sạch sẽ, không có hẹo, hết hẹo ngoài. 1, 2, 3, 4 rõ, này gì. Tỉa lại đến bàn chơi thôi, chút xuống. Chở lên hoa chơi thôi nha cô chú anh chị. Để em xây vài vòng nữa để em cho cô chú anh chị coi cái phơm tàn, đây là cái dàn xương bên dưới đó nha. Đế mặt trước đây, đế mặt sau. Đường thân cây cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đùi cành này, to đây ha. Đó. Phơm nó đây, dày phơm. Cầm gọn lòng bàn tay em luôn nha. Rồi để bây giờ em xây vài vòng nữa thì em sẽ báo thông số mã 8E nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em báo thông số mã 8E nha. Cái hoành góc nó đây, hoành góc nó đây là 9 rưỡi, gần 10 tới 9 này, hoành góc 9. Chiều cao của cây là 14, hết tán ngang của nó là 26. Thì mã 8E này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 650k nha, 650k là nhà vườn mình em bao ship nha cô chú anh chị. Cả cây vẫn chậu luôn nha. Rồi bây giờ em lên tiếp mã 9E nha. Rồi em lên tiếp mã 9E nha cô chú anh chị. Mã 9E cũng là cây mai chiếc tiểu tinh mini luôn nha. Lô cây này nó dài dưới lắm nha, có cành này, hẹo này cũng còn, cũng rất mạnh, còn một xíu à. Cái ốc này nó hơi to nên hẹo nó còn rất to, cốt to, đế đẹp nha cô chú anh chị. Em xây vòng nữa em sẽ báo thông số mã 9E nha. Phơm tàn nó dày phơm này, thân chậu đế đẹp ha. Đây, đế mặt trước đây, đế mặt sau đây ha, sẹo cũng còn nhưng mà cuốn rất là tốt nha cô chú anh chị. Vì phía trên có lớp keo này, cũng còn xíu à, còn ít. Đó. Xương bên dưới này, cốt cành to nè. Phơm tàn nó đây, dày phơm ha. Cầm gọn lòng bàn tay em luôn nha. Rồi để bây giờ em xây vài vòng nữa thì em sẽ báo thông số mã 9E luôn nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em báo thông số mã 9E nha. Hoành góc nó đây, hoành góc nó đây là 12, chiều cao của chiều cao qua tính phải 11, hoành góc là 11, chiều cao của cây là 13, hết tán ngang của nó là 25. Thì mã 9E này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 650k nha, 650k là nhà vườn mình em bao ship nha cô chú anh chị, cả cây là cũng chậu luôn nha. Thì mã 9E này cũng là mã cuối cùng của video bên em ngày hôm nay ha. Thì cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã dành thời gian theo dõi video của bên em nha. Nếu như quý cô chú anh chị mình yêu thích kênh thì bấm đăng ký kênh ủng hộ giúp em ha. Rồi em xin cảm ơn rất là nhiều ạ.